Cảm ơn các bạn đã chú tâm đến Ngọc ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu về chủ đề tự tin trước máy quay. Và để cho chúng ta có được sự tự tin, phong thái và cũng như là lời nói, cách truyền đạt hết những gì mà mình tự tin để mình diễn đạt tốt, thì mình cần có những điều kiện và những tố chất như thế nào đây? Điều đầu tiên và cái trước nhất chúng ta phải chuẩn bị để có sự tự tin trước máy quay, trước ống kính của bất kỳ chương trình nào, đó là ngoại hình. Ngoại hình là ấn tượng, là sự lưu trữ đầu tiên đối với người khác, đó là trang điểm, cách ăn mặc và dáng đi, dáng đứng, dáng ngồi. Để tự tin được trước máy quay và chúng ta nói bất cứ chủ đề gì, và để các bạn truyền tải được toàn bộ nội dung đó, thì ngoài ngoại hình, điều thứ hai đó chính là nội dung và đối tượng mà chúng ta nói. Chính cái nội dung và đối tượng chính là tất cả những điều mà chúng ta có thể truyền đạt, ý tưởng, lời nói, hành động, cũng như là chủ đề mà chúng ta muốn truyền tải cho người khác thấu hiểu và bắt đầu công việc đó với mình. Nếu là bạn là giáo viên, bạn đứng lớp, bạn tự tin, có những người tự tin để quay video và VR cho thương hiệu mang tên của riêng mình, trở thành diễn giả, thì như là thầy Lê Thẩm Dương nè, hay là thầy diễn giả Quách Tiến Thanh nè, hay là bất cứ một người nào đó mà lên thương hiệu rồi thì họ quay, họ tự tin được chút máy quay là do họ có sử dụng được tốt cái công cụ internet, công cụ, và cái gói công cụ đó là họ dùng tốt ở chỗ là họ quay và họ nói có một nội dung sẵn sàng. Đối với thầy cô giáo ngày xưa, hôm nay thì Ngọc có gặp nhãn hàng là thầy của mình ngày xưa, thì thật sự mà nội dung để chúng ta truyền đạt được á, là chúng ta phải có kiến thức, có nhiều hiểu biết về các lĩnh vực, và chúng ta có được cái phong thái nói cuốn hút, và mình nói để cho người khác lắng nghe và chú ý, mình có kỹ năng giải quyết tình huống tốt, và tuyệt nhiên chúng ta phải luôn luôn tràn đầy sức sống, có phong thái đó, nói chuyện một cách chỉnh chu bài bản. Và cái điều thứ năm chúng ta cần phải lưu ý ở phần nội dung, có nghĩa là mình phải nói trọn vẹn và đầy đủ, dễ hiểu hơn. Mình nói những từ phải gọi là dùng lặt. Mình dùng được ngôn ngữ, có hai dạng ngôn ngữ. Ngôn ngữ là mình phát ra, mình nói ra tiếng địa phương của mình. Ngôn ngữ thứ hai là ngôn ngữ cơ thể. Mình dùng ngôn ngữ cơ thể để truyền đạt nội dung, là cách thể hiện nó trực tiếp và nó gây được cảm tình cho người đối diện. Vậy thì nội dung trước khi mà chúng ta bắt đầu làm gì đó, các bạn có thể là lập kế hoạch nào, lập dàn ý nào. Đối với học sinh, sinh viên thì viết dàn ý để hoàn thành được một bài viết tốt. Hay là đối với người MC thì phải có chương trình trong đó, có nội dung, có tờ bướm, hay là có cầm sẵn cái ba rem chương trình. Rồi đối với người thầy là soạn sẵn giáo án. Đó là cách để họ biết đường mà họ nói và họ phải truyền đạt lại như thế nào để cho dễ hiểu và người khác tiếp thu được với cái cách nào đó mà nó đạt hiệu quả cao. Để đạt được hiệu quả cao trong giao tiếp thì điều nội dung nó là cái bước quan trọng quyết định nhất, vì nội dung chính là những gì mà bạn gửi lại cho người khác và bạn truyền đến để cho hiệu quả công việc họ được cao hơn. Các bạn có biết không, để có được bí quyết tự tin nào đó trước máy quay, trước ống kính, thì các bạn phải chuẩn bị tốt phần của mình. Đó là cách tốt nhất để cho chúng ta chuẩn bị, là chúng ta phải tập sự và phải hoàn thành tốt vị trí đó của mình trong bất kỳ lĩnh vực nào các bạn đang làm. Là các bạn chỉ cần nói ra hết những điều mà mình hiểu, mình biết và mình hoàn toàn mình. Nội dung hay sẽ dẫn được sự nổi tiếng và các bạn sẽ làm việc rất là chỉnh chu, chuyên nghiệp và hoàn tất một cách hài lòng nhất. Và điều thứ ba để chúng ta có thể tự tin thêm, đó là ban hậu cần hay gọi là ekip của chương trình.
ngày hôm đó các bạn đi gặp người nào đó, các bạn làm việc với địa điểm nào đó, trong chương trình nào đó, thì bạn đã có sẵn một đội ngũ ekip để cho họ và bạn cùng nhau làm hoàn thành chương trình đó, để ghi được hình và chúng ta làm tốt được công việc đó. Chúng ta có thể là quay chương trình nấu ăn nè, ca nhạc nè, một cái live show nè, một cái buổi diễn hài nè, hoặc là một cuộc họp nào đó, chúng ta nhóm nào đó chúng ta quay chương trình, chúng ta phải có một ekip hỗ trợ về chúng ta về di chuyển, make up, trang phục, về ánh sáng, về mọi thứ chung quanh luôn, về gom người bảo vệ chúng ta. Và cái ekip là tất cả những người tốt nhất trong đoàn và người anh em, là người đồng hành ủng hộ chúng ta. Khi mà chúng ta làm việc gì đó có người đồng hành ủng hộ thì chúng ta làm tốt, đúng không? Có người động viên khích lệ và cho tư tưởng, cho lời nói, cho bài, cho chúng ta cái gì đó, thì tự nhiên vô tình mình sẽ làm rất tốt. Bây giờ bí quyết để chúng ta hoàn thành công việc nghề của công chúng á, để chúng ta được tự tin, là bước thứ 4, chúng ta phải thường xuyên luyện tập nói, tập cái gì đó liên quan tới lĩnh vực mà bạn làm. Người bạn ca hát thì thường xuyên tập hát, người sáng tác thường xuyên tập sáng tác, người viết cái gì đó thường xuyên tập viết, thì người của công chúng là người thầy đào tạo thì phải thường xuyên có những bài nói, mình nói để mình biết cách mình rèn luyện. Người ta bảo ngọc không dũa không thành ngọc quý, và người không học không biết nghĩa lý. Nói, để nói là một cách để mình truyền tải được những gì mà mình nghe, nhìn, thấu hiểu, và mình cảm nhận, và mình có một cách để mình làm việc nó sâu sát và nó chuyên nghiệp hơn. Vậy thì người của công chúng, bước thứ 6, người đó phải làm gì đây? Người đó phải tìm người phối hợp, đúng không? Phải thầy bước thứ 6 để tự tin được trước máy quay, phải tìm người phối hợp, phải có người nào đó phối hợp với mình, hoặc là họ độc hành, họ làm việc độc lập càng tốt mà họ dám tự tin, thì họ phải có thêm một người bên cạnh phối hợp với họ để công việc đó của họ được hoàn thành, chương trình đó của họ được bài bản và nó đem lại kết quả tốt nhất. Người phối hợp chính là người bạn đồng hành của mình trong lĩnh vực này. Bây giờ mình nói qua khía cạnh tư vấn tình cảm một xíu. Người phối hợp với bạn, người bạn trai, người bạn gái bạn đang quen, bây giờ làm sao để chúng ta phối hợp với nhau, chúng ta quen nhau, chúng ta tìm hiểu, chúng ta yêu, chúng ta thương, và chúng ta bắt đầu chúng ta cưới, thì cũng phải có sự phối hợp của bên nam bệnh nữ, của bên gia đình nhà trai và gia đình nhà gái, đúng không ạ? Cũng phải có sự phối hợp của một người nào đó đứng giữa, gọi là nói dây. Người như là hôm nay thầy Ngọc Đề đi gặp lại người thầy năm xưa dạy cho mình, thì thầy có hỏi một vài điều về cá nhân của mình chút xíu, thì mình cũng vẫn bắt đầu mình tư vấn sản phẩm của mình. Mình cứ việc nói, cứ tập luyện, thì thầy vẫn sẽ góp ý và vẫn sẽ hỗ trợ là giới thiệu ra người cho mình. Vậy thì người phối hợp đặt cái vị trí rất là quan trọng trong những bước đầu tiên để cho bạn hoàn thành được bài của mình, để tự tin hơn trước máy quay, trước ống kính. Nếu như bạn gặp phải chương trình của đài đã đến kiếm bạn, gần như là cô Lan bây giờ đã có thương hiệu và nhiều nhà đài chương trình đó, thì liên tục tìm đến cô và phỏng vấn, liên hệ với cô. Vậy thì bước thứ 7 các bạn có đáng ra được là điều gì không ạ? Hãy sống trên đời này á, bằng sự nổi tiếng rồi đó mà người khác yêu thích bạn. Đừng lướt qua cuộc đời mình mà không để lại dấu vết, cũng như là không làm điều gì đó cho người ta ấn tượng đẹp về mình. Vậy thì bước thứ 7 đang Ngọc nói đó là làm sự nổi tiếng. Bạn phải làm được sự nổi tiếng. Sự nổi tiếng của bạn về khía cạnh nào đó, như là nhắc đến trung tâm Thúy Nga, mình sẽ nhớ ngay đến chị Như Quỳnh, anh Thế Sơn, cặp đôi diễn viên hài là chú Hoàng Minh và cô Hồng Đào. Phải nhắc đến trung tâm Vân Sơn là nhớ ngay đến giám đốc Vân Sơn, nghệ sĩ hài Vân Sơn. Nhắc đến trung tâm ACA là phải nhớ công lao của chú nhạc sĩ Anh Bằng,
hay là mà nhắc đến trường học phổ thông thì lại nhớ đến cô hiệu trưởng cô Như Liên, mà nhắc đến trường trung học rồi đó, mình nhắc đến cái gì đó thương hiệu nào đó thì sẽ nhớ đến người đó, hay là nhắc đến du lịch, công ty du lịch thì sẽ nhớ ngay đến công ty của anh Yên đi, hay là mình phải làm điều gì đó để được nổi tiếng. Nhắc đến V-pop, nhạc pop Việt Nam, rồi nhắc đến là nhớ đến ca sĩ Mỹ Tâm, hay là một người bạn nào đó nhắc đến kênh YouTube mà đạt được nút vàng thì nhớ đến anh Huỳnh Lập và BB Tròn. Nhắc đến bất động sản thì chúng ta lại nhớ về cái này là dự án Phú An Khang của bên công ty bất động sản Linh Hào, là một startup nó thành lập ở tại bên công ty Thắng cô làm. Có điện thoại nghe cho cô, trời ơi, xuống Mỹ Hưng cũng điện thoại xuống ấy mà cô, trời ơi, cái này cô đâu có thời gian. Dạ, thứ nhất có là ở Vĩnh Long đó cô, đây là vùng đất mà nó tiếp giáp vị trí Hồng Thoại, là nhiều phía bắc thì sông Cổ Chiên, sau này sẽ có thêm cái cầu Cổ Chiên để thuận lợi cho giao thông. Thì thứ nhất là mình mua ở, họ mua cho con cái gia riêng, còn cái lợi điểm thứ nhất con Như nói nãy là mình mua để cho mình đầu tư, mình kiếm lời được, và công ty hỗ trợ rồi bán lại cho mình được, mình có thêm khoản tiền từ chiếc khấu nữa. Cái này để giao cho con trai dâu cô làm, chứ cô gần lớn tuổi rồi, trời ơi 67 tuổi cô. Rồi cô đâu có để hỏi nó coi nó có hứng thú gì đất đai này kia nọ. Thì dưới mấy nhà bà má bà gì của nó thì hay rồi, hay cái vụ đất đai đó. Dự án thì á thì tiếp giáp nhiều vị trí thuận lợi di chuyển chung quanh đó, trạm y tế, bệnh viện, quảng trường, một phố, cái này ở Vĩnh Long hả? Dạ đúng rồi, phà đường cao nè, rồi gần đài truyền hình Vĩnh Long, ủy ban thành phố. Trong dự án này là hầu như là mọi thứ tiện ích đều có mà họ đang quy hoạch xây dựng, đoạn đường nhà cũng rất là sạch và dễ đi và an ninh. Ở ngoại ô hả? Dạ, dự án này nằm ở phường 5 trong trong đây thì tụi con có coi được cái chỗ bến xe rồi đi quẹo dạ, qua gần bến xe đó cô, quẹo qua bên tay bến xe rồi quẹo qua bên tay trái cái gì đó vô dạ. Cái khúc sập cần đó phải không, gần bến xe thì hướng giờ xuống dưới chứ không phải hướng lên Sài Gòn nha, không phải hướng lên thành phố phải không, dạ. Hướng xuống dưới phải không, nó khúc cái khúc nó là gần đài truyền hình Vĩnh Long mà cô nhận khu tiện ích Vĩnh Long, giờ nó giờ đổi đâu cô còn không biết. Hồi đó cô đi qua Vĩnh Long chơi hoài, giờ lớn tuổi rồi cô đi làm có người bạn ở bên Vĩnh Long á, cái cuối tuần hai đứa đi Honda qua bển đi chơi thì về. Còn giờ thì chú bên Vĩnh Long tưởng mình Cần Thơ mình còn có thể mình đầu tư rồi, hay là mình giới thiệu bạn bè con của Sử à, dạ con chào Sử là con của Trung gì lụ. Ông nội đó là chuyên lại đây chơi hoài đó. Dạ. Chơi con mà. Ông nội hay lại đây chơi với ông nội trong đó. Tám và tám nữa. Thì cái lợi điểm thứ hai nữa là khi mà cô giới thiệu khách hàng đó, thì khách hàng đầu tư mình sẽ được ba giải thưởng. Ba giải thưởng này hiện tại nó có giá trị rất mắt luôn. Làm cái lợi điểm thứ ba là cơ hội nghề nghiệp. Công ty là luôn tuyển dụng chuyên viên mới cái bất động sản, như là mình khách mình mua rồi, ai mà có nhu cầu mà đam mê cái lĩnh vực này nữa thì mình được cơ hội vào công ty làm việc luôn, thì được đào tạo lại bản chuyên sâu luôn. Mình sẽ điện thoại lên mấy đứa cháu ở thành phố của nó có xin ăn đó, nó đầu tư gì lúc này, lúc này đứa nào cũng lớn tuổi về hưu cái nó quật mấy đứa cháu nó bác sĩ không nó nghe, nhưng mà nó rồi đó nó mua cái khu đất quận Gia Lai nè, ở Cần Thơ mình nè, kiểm tra nó thì giờ nó bán rồi, thấy nó không có chuyển vọng, không có cái gì nó mua rồi nó cho thuê căn hộ ở Gia Lai nữa, mấy cái căn hộ ra cái bên cái cầu ở trung á, khách hàng cũng thấy chuyển vọng của nó. Thì con đó là đang làm một cái kênh YouTube như online, là khi mà mình đầu tư cho dự án của công ty nhau á thì mình sẽ được đội ngũ ban lãnh đạo hỗ trợ về đào tạo,
với đang triển khai là cái kênh này văn nghệ cho công ty chuyên nghiệp luôn. Những bạn mà có nhiều năm nay những ca hát mà thơ hay là có sáng tác riêng hay là cái gì liên quan tới nó thì mình sẽ được hỗ trợ, hỗ trợ một tiếng thôi. Dược không mấy cái vụ đó thì cô không để ý. Bây giờ về nhà mà bà con cho cái trạm logic của cô có không? Dạ. Thì rồi, không gửi cái này. Rồi cái cô sẽ liên hệ với mấy đứa cháu ở thành phố. Bây giờ nó có mà thích thú về cái đầu tư bất động sản nữa đó thì cô sẽ giới thiệu dùm cho con. Để cho con có quy hồng với cô cũng không có. Thấy gì đó. Bây giờ đâu gửi nào cho cô đâu. Không phải. Cái này thôi ha. Rồi còn cái lớn đó thì khỏi phải không? Dạ, cái này là dành cho khách hàng mình đi tham quan dự án. Tham quan dự án. Để lấy thông tin ra. Còn cái này là để mua bán nữa phải không? Dạ. Tài liệu kinh doanh thì phải chờ tắm chứ, để người ta nói chứ. Rồi có mấy người ở đây nữa. Mấy người ở đây người ta là bên làm xí nghiệp dược Hậu Giang, người ta về vui rồi. Mà người ta cũng đang nghiên cứu ba cái gì đất đai nè. Dạ, để con mà trong là cái trong cái bệnh viện khoa nhi có mấy miếng đất á đang bán đang kêu ở trong cái bệnh viện khoa nhi mới đó nha, khu đó đang bán đất nó đang hợp bà khu đó con thấy mua bán gì đó mà không biết sao con biết sao có rủ cô nhưng mà cô chưa có thời gian cô đi khu đó hơi vắng, còn khu Vĩnh Long thì được cái này mình giao thông thoải mái. Mình ra ở Cần Thơ mình chọt qua Vĩnh Long mình ở rồi. Ông phải ý con nói là mua để đầu tư, mua để có tiền. Bây giờ lấy tiền đó mình mua ở Cần Thơ cũng được. Thì mua để người ta có nhiều tiền trước rồi người ta muốn làm gì nè. Rồi. Vì thứ nhất á, bạn thấy không? Cái thời gian mà con làm ở nông sản đó, đất á thì nó cứ tái sinh. Con người thì cứ tái cho dùng cái đất hoài, mất cái nguồn điểm này. Đúng rồi, đó là thẳng cái từ bình dân học vụ là đất nó không có nở ra thêm mà con người thì càng càng nở ra thêm. Mình tái đầu tư lại cho nó được. Còn những cái kinh doanh khác á, mình cứ thải kiếm mành lợi nhuận nó ra. Cô có mấy đứa cháu nước ngoài á, nó cậu cần á là đi qua bên cái vườn nó quê đó mà nó vẫn bán đất quá trời. Đó, tụi nó qua bển nó mua quá trời, nước mua miếng ở bên cả vườn á, chưa tới Vĩnh Long. Cái đường ở giữa Bình Minh, Vĩnh Long á, ta Bình Minh, cái vườn tới Cần Thơ. Thì nó mua khúc cả vườn á, tại vì mai mốt ở bển nó cũng đang có dự án nó mở cái mặt quy hoạch lộ mặt tiền á, thì những miếng đất nó mua sau này nó ra mặt tiền hết, sẽ làm đường lộ mới, thành ra tụi nó con mới gứa chạy qua bển mua rồi, mua cũng được hai năm mấy ngày vậy khỏe rồi đầu tư được hết đó. Mua bển thì mai mốt thì nó nhà nước đang về điện vô tới nơi luôn rồi sẽ quy hoạch đường luôn. Thì miếng là mới đất tụi nó mua là nữa là nó mua mặt tiền đường nó còn mới. Trời, tụi nó cũng ở bên Mỹ mà nó rành lắm, cái gì nó cũng rành hết trơn con ơi. Mình chưa kịp nói là nó ở bển nó điện về nó kêu đi coi chỗ này chỗ kia chỗ nọ đi mua giùm mua rồi để đó. Cái đó để ở Việt Nam á, bây giờ hầu như là ngành nào cũng sinh hoạt, nhưng mà ngành này với ngành của công chúng hai ngành nghề đỡ cái là cũng có mấy đứa em ở bên quê. Thành ra nó mua đứng ra mua rồi cái tụi nó nói đó sẵn đó cậu muốn trồng gì cậu trồng đi cậu thu hoạch đi khi nào con cần thiết không về con mới đầu tư. Bây giờ mua thảy nó bỏ không đó đứa miếng gì đó rồi cậu muốn trồng gì cậu trồng thì cũng gần xích bên nhà đó thằng em nó nó mừng quá trời nó bỏ nó trồng cây trồng bưởi trồng cam trồng một cái đống con rồi con thích làm cái này là để cho những người quen bạn bè của con hỏi đứa nè cái này thì đi xe cô hỏi ra hỏi con dâu với con trai cô coi rồi xong rồi rồi hỏi mấy đứa cháu Sài Gòn nó có cái thích thú về bất động sản hay không thì nó cũng về hưu hết trơn rồi. Hồi đó nó có chưa về hưu rồi nó làm bưng tưng bừng qua lá rồi từ đó đất rồi nó làm lời nổi sợ nó mua mà nó đón trước thời hạn cô thì cô đâu rành rồi nó nhờ cô coi chừng nhà cho nó thì nó chạy nó lùng nó đi kiếm đất nó mua nó bán đâu khu quận 7 quận 8 mua bán xong cho nó lời chứ mua qua cái khu Him Lam ngon hơn là Phú Mỹ Hưng qua khu Him Lam luôn cất cái nhà nó đẹp đẫm đạm thì nó vậy nó giỏi vậy đó nó mua từ những cái khu đất xa sâu ở Sài Gòn bây giờ chỉ có Lanh Mắt với Him Lam với Phú Mỹ Hưng là ba khu đô thị bự nhất rồi đó. Rồi, tốt.
cháo thì nó không mua được Phú Mỹ Hưng, nhưng mà nó mua giáp ranh Phú Mỹ Hưng thì cũng rẻ rẻ, nhưng mà giáp ranh đó là cái thứ bảy cuối tuần là vợ chồng con cái qua bên Phú Mỹ Hưng chơi, trong bên đó rồi ăn uống này kia đồ. Có người Cần Thơ được cái là mình thích ở Cần Thơ thì mình tháng nắng tháng mưa mình không có bị ảnh hưởng nữa. Tại ở Sài Gòn tốt nhiều thứ lắm, nhưng mà có lũ lụt lại là Sài Gòn hưởng chứ Cần Thơ nằm trong vùng an toàn mà nó Cần Thơ về Cần Thơ giờ hồi sáng nước ngập tới nhà mà nó giờ hạnh phúc hơn ở tỉnh khác luôn. Tỉnh khác luôn quá cho thể hãm luôn quá trời. Thành phố giờ nó cũng bớt rồi, hồi xưa thời gian cỡ hai mấy ba chục năm á trở trời đất ơi nước ngập mà còn sửa đường sửa xá sửa ống cống sửa hoài, là năm này qua năm kia mấy chục năm không có năm nào không sửa chứ khổ lắm đi. Thì khổ lắm. Được có những đoạn đường mình mua ở Cần Thơ đó, ở nhiều đường cũng trải ra mình ba đoạn đường nó là tốt nhất Cần Thơ. Nếu mà con phát hiện trong công ty mà có dự án ở Cần Thơ rồi ba đoạn đường nó trước nhất bạn cung cái liên có cái ngăn nhà ngay ông Phật Thành Nam á, lộ quần mình biết biết nhận con Thành Nam ổng hồi xưa ổng Phật Thành Nam mà con cái là bạn nha sĩ Minh nữa. Mà cái nhà đó hả mấy năm có trời rồi ổng mua quá trời rồi đâu có bán, mà bây giờ như bán rồi bán rồi người ta đặt 20 tỷ tại vì con cái đi Mỹ hết trơn rồi. Có cái con út con bé già nó có ổng giữ nhà 10 tỷ nữa hết bao luôn lại hết còn 10 tỷ nữa hơn nhiều lắm. Trời, cô thấy cái nhà đó hơi 17-18 ngay mặt tiền đường mà cái villa mà cô đâu có biết bán. Ôi, có Sài Gòn về có tôi đi ngang tôi thấy là người ta đặt phá ra mà nghe nói là con gái út con vừa mấy anh chị em bỏ nghỉ trên rồi tôi chỉ cho con ở đâu mà có villa còn chỉ nói thích cái aca của Bình Phú là cái biệt thự đẹp nhất đó Cần Thơ nữa. Cô chị vừa mới về thôi chơi ở đây cô cũng rồi giải pháp á, giải pháp thì villa là con đánh giá là tầm trung luôn, nhưng mà có người ta cũng có chủ hết trơn rồi con ơi, người ta không ở thì người ta cũng bán luôn hết trơn rồi, đâu tới tay mình đâu. Giới thiệu con giới thiệu vậy hết cô cũng không có đi tới đi luôn, họ đã ở được ở đây họ sẽ muốn đầu tư để kiếm thêm. Cô có giờ là tụi nó không có tha thiết ở đây, nó đi nước ngoài trơn rồi, kiếm thêm nước ngoài hết rồi đó vậy đó. Còn mấy bữa nó về 7-5 ngày 7, 8, 9, 10, 11, 12 7 tuần lễ nữa là 20 đứa về đi chơi. Nhưng mà tụi nó về nó về chơi thôi chứ nó không có ở đây. Tốt hơn Việt Nam nhiều lắm. Làm Việt Nam làm 5 năm bạn ở ngoài 5 năm đó. Nhưng mà tụi nó về hưu hết trơn rồi. Có cái đứa nào qua bển cửa nhà cửa không sao. Đâu có. Trời ơi đi mua bom nữa hả? Không có. Mấy trái thanh long hả? Thanh long cho màu đỏ với lại mấy trái hồng giờ cô chuẩn bị cô đi đám dỗ nha. Con đi mời cô. Thôi được rồi cô. Cô nhà là có cô bán đậu nành ngang cửa cô đem ngồi hoài rồi. Khỏi lo cô. Để uống đi con. Nhà là ngày nào cũng đem sữa nành ra nấu tại nhà luôn mấy cô. Uống đi. Rồi bây giờ cô sửa soạn. Cô để khi nào có dịp thì nói chuyện con nhiều hơn, nhưng mà có cái gì số điện thoại con là số mấy?